Cho Tú xuống một bánh pizza vậy à? Ừ, Tú nhận điểm của ông Bôn á. Cái chở xuống bánh pizza nhưng mà về trễ quá, 8 rưỡi sang 9 rưỡi. Muốn học sinh chi? Học sinh không biết, từ cái tuổi hết nó học bao nhiêu đâu học sinh chi. Trừ mấy đứa quá xuất sắc thôi chứ còn gì đâu, học online học dốt ổn mà. Cái đề trường thi cũng đạt điểm cao á. Ừ, chỉ có một môn tin chính là như môn tin với lại môn tiếng Việt là chính thôi. Ghê chứ. Ừ, còn lại 10 hết. Có lại tiếng Anh bãi nữa. Ừ, 10 hết. Thuộc Thế bà tôi mà. học quán không Học bà mà, học thuộc bà mà. Toán thì nhìn kêu dễ. Toán thì con thích toán. Ừ, tiếng Việt thì cô em ơi. cũng mừng cho bảo. Ừ. Cái này có học bà không nhanh thuộc. Đừng có giống gì cái chết xỉu. Cái gì giống mẹ cái chết. Không liên. Không. Thổi ra lên xem đi. Đã ơi là không đá kìa. Lên thổi ra xem đi. Tự vô để dành bên sọc bên đài đủ để qua đây mình làm chứ. Nằm nãy giờ mà. Miếng đi. Lát mày sáng đó.